Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey, trời ơi các bạn ơi, hôm nay đúng thật là một ngày may mắn của Phong luôn các bạn ạ. Bạn biết sao không? Hôm nay Phong đi mai Phong kiếm được 4 viên kim cương luôn nè. Xịn chưa, xịn chưa? 4 viên luôn nha. Với 4 viên kim cương này mình sẽ làm gì giờ ta? Để xem coi. 4 viên kim cương thì không thể nào mà mua được xe Lamborghini đâu, tại 4 viên ít quá. 4 viên kim cương này thôi, chắc là dùng kim cương này ra ngoài chợ mua gọi là thịt, mua thịt gà về nhà gọi là chiên lên ăn. Đúng rồi, làm gà chiên ăn, đúng rồi, hợp lý hợp lý. Hay lâu lắm rồi mới được ăn thịt gà, bây giờ phải về gọi là bán mấy viên kim cương nữa mới được. Trời ơi, kim cương của tôi. Thôi đi về nào. Ủa trời, ủa cái gì vậy? Ủa cục gì bên kia vậy? Ủa tự nhiên ở ngoài bãi biển xuất hiện nguyên cái cục gì nằm to đùng ở ngoài bãi biển vậy ta, mà còn có lửa cháy xung quanh nữa nè. Ồ, trời ơi, có khi nào cái này là thiên thạch từ trên trời rơi xuống không ta? Trời ơi bạn ơi, nếu như nó mà là thiên thạch á thì chắc chắn ha, Phong có thể trở thành người nổi tiếng hoặc là cực kỳ giàu có. Nếu như Phong là người phát hiện ở viên thiên thạch này, lỡ đâu bên trong viên thiên thạch có gọi là cái gì đó kho báu quý giá sao ta? Ừ, hợp lý hợp lý. Tôi coi trong phim có thấy người ta hay kiếm được đồ quý giá trong thiên thạch lắm á nha. Ừ, bây giờ sẵn ở đây mình có cái cúp nè, hay là mình may ra mình coi bên trong nó có thử gì không các bạn? Ừ, hợp lý hợp lý. Ok, thử mới được, thử mới được. Ok, đập đập đập. Cái gì đây? Cái gì? Vô mod hả? Cái gì mà vô mod? Gì mình cái này là thiên thạch vô mod hả ta? Ủa, tôi nhớ là vô mod là có sữa vô mod chứ làm gì có thiên thạch vô mod ta. Nghe nó hơi kỳ kỳ nha. Thôi kệ kệ, đập ra thử xem bên trong cái gì. Ấy. Ủa. Ủa gì kìa? Ủa sao bên trong có ai đang đứng bên trong á vậy? Ủa trời ơi bạn ơi. Tự nhiên mình phát hiện có một người nào đó đang ở bên trong cái viên thiên thạch vô mod các bạn ơi. Chẳng lẽ là đây chính là người ngoài hành tinh hay sao? Mà tự nhiên cái người này nằm trong viên thiên thạch. Oh my god, có khi nào người ngoài hành tinh đang muốn tới đây để xâm chiếm trái đất của ta? Ui, nghe hơi bị kinh dị á nha. Từ từ để mình vô mình xem thử coi. Bạn gì đó ơi? Bạn gì ơi? Trời, nguy hiểm quá, không nên lại gần. Bạn gì đó ơi? Bạn ơi. Ủa cái gì? Tự nhiên ổng lại ngáy ta, sao tự nhiên mình kêu ổng cái ổng ngáy ta, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn ơi. Bạn gì đó ơi? Quay. Bạn. Bạn. Bạn ơi. Một người là ở bên trong đi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Hello, what's your name? Bạn khỏe không? Bạn ơi. Ủa cái gì? Ủa gì? Ở nhà sao tự nhiên bạn quýnh tôi? Ai hả? Bạn là ai sao bạn đi vô đây được? Sao tự nhiên đuổi tôi ra ngoài vậy? Ui, ê bạn ơi, tính ra tôi vừa mới cứu mạng bạn luôn á. Bạn từ đâu bạn rơi xuống đây, tôi gặp bạn, tôi nhào vô cứu bạn, giờ bạn đuổi tôi là sao hả bạn kia? Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Hả? À, chỗ này hả? Chỗ này là làng Hero Team chứ chỗ nào? Ủa có chuyện gì? Làng Hero Team ở đâu? Làng Hero Team là ở Việt Nam chứ ở đâu ông nội? Không ai hả? Ông ai? Sao tí quýnh tôi? Ui trời, cái gì quýnh mất quá trời máu vậy? Trời ơi, cái ông này. Trời ơi, cái ông này vô viên thiệt chứ. Tính ra tôi mới vừa cứu ông từ trong cái viên thiên thạch ra ngoài luôn á. Tôi á là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh làng Hero Team. Thế á, điện ảnh làng Hero Team hả? Đúng rồi. Ồ, ủa là chỗ nào? Ơi, tính ra là đó giờ là chưa nghe thấy chỗ nào mà tôi là làng Hero Team luôn á. Ủa ông, rốt cuộc ông là ai mà tự nhiên thấy ông lạ lạ, tự nhiên ông từ trong quả thiên thạch rơi xuống đây? Ủa, hay là ông là người ngoài hành tinh? Thiên thạch gì mà thiên thạch? Ai nhìn cho kỹ, ai nhìn cho kỹ à? Hả? Ai người ta gọi là phi thuyền nó bay được á? À, cái gì? Phi thuyền hả? Phi thuyền cái kiểu gì mà bay, kiểu gì mà đụng đầu xuống dưới trái đất mà nổ toan luôn lửa không nè, thấy không? Hồi nãy ông giới thiệu tôi rồi đúng không? Vậy giờ tôi giới thiệu cho ông nè. Tôi xin trịnh trọng thông báo giới thiệu cho ông biết, tôi tên là Yomot. Tôi là người đến từ hành tinh Yomot. Ấy, hôm qua tôi đang bay lượn nằm trên trời, tự nhiên tôi nghe tiếng xong cái đúng cái điện tôi với lại luôn. À, vậy là bạn tên là Yomot, bạn đến từ hành tinh Yomot và sau đó bạn đang bay ở trên vũ trụ thì bạn bị rơi xuống trái đất hả? Đúng rồi. Ôi, tôi này trái đất hả? Đúng rồi. Cách xa nhà tôi luôn á. Ủa cái gì, tôi lần đầu tiên tôi nghe đến hành tinh Yomot luôn, nghe có vẻ hay ghê ha bạn ha. Ủa nhưng mà khoan, tính
ra là bạn rơi xuống từ trên đó cao vậy mà bạn không bị gì luôn cơ vậy? Trời, người ở hành tinh của tụi tôi có nhiều siêu năng lực đặc biệt lắm. Mà đặc biệt hết nha là có một thứ uống vô cùng bổ rẻ luôn. Đó chính là sữa vô mốt, uống thử đây. Sữa vô mốt hả? Ủa cái sữa vô mốt này rõ ràng là tôi nhớ là ở trái đất cũng có mà, chứ đâu phải hành tinh ông có đâu. Trời, cái sữa vô mốt này phải sữa bình thường đâu. Người hành tinh tôi muốn cái sữa này vô nha là có năng lực đặc biệt hết á. Ôi cơ vậy? Đói bụng quá à. Hả vậy? Đói bụng hả? Sao tự nhiên mới vừa gặp tôi đòi đi ăn liền vậy? Ôi nhưng mà cũng may cho bạn á nha, là tôi mới vừa đi mai kiếm được 4 viên kim cương. Bây giờ tôi sẽ bao bạn đi ăn. Ok, đi theo tôi nha. Hả gì? Ở kim cương của tôi tiền kia tôi đưa hết cho ông là sao? Gì đi mới vừa gặp tôi đòi kim cương tôi giảm nội trời. Cái gì lạ quá, tôi đem về tôi nghiên cứu. Thôi cái này kim cương không có gì đâu lạ, thôi đi ăn nhanh lên. À, một cảm giác thật là vô mốt. Ủa, ê trời bạn ơi, tính ra hồi nãy á bạn kêu mình là dẫn bạn đi ăn, mình tính là mình với bạn sẽ cùng nhau đi ăn lẩu hay là cái gì đó ngon ngon một xíu. Tự nhiên không, bạn thấy cái tiệm sữa vô mốt cái bạn dẫn mình vô đây, các bạn kêu một lần 50 hộp sữa vô mốt bạn uống mình bạn luôn, không cho mình hộp nào luôn. Nani? Ê, nghe cái tên tôi là biết rồi, tôi tên là vô mốt đó, hành tinh vô mốt thì tôi phải uống vô mốt để tôi nạp năng lượng vô mốt chứ làm sao mà tôi uống những thứ khác ngoài vô mốt để no được. Ok vô mod tôi rối não á. Ok, nhưng mà tính ra bạn uống là bạn uống ít ít thôi, bạn uống cái gì đâu, bạn mua hết 4 viên kim cương của tôi luôn. Bạn có biết 4 viên kim cương đó là tôi phải đi mai cực khổ không hả? 4 viên kim cương của ông làm sao quý bằng những hộp sữa vô mod được. Tôi uống vô ha, tôi kiếm được còn nhiều hơn trong coi hả. Cái gì ghê vậy? Ủa mà khoan, hồi nãy nè bạn đưa tôi một cái hộp sữa vô mod, xong bạn kêu sữa này là sữa gọi là có được siêu năng lực cái gì đó, mà hồi nãy sao bạn không uống sữa này luôn đi, tiện bạn bắt mình vô đây mua sữa vô mod trong siêu thị cho bạn làm gì vậy? Tại vì tôi còn có 2 hộp mà tôi uống 1 hộp đâu đủ nào. Trời, ủa nhưng mà khoan, cái hộp sữa này của bạn à, tôi thấy là nó có phát sáng ra nè. Cái hộp sữa này, hộp sữa gì vậy, nó đặc biệt lắm hả? Ông muốn biết đặc biệt như nào đúng không? À, muốn biết không? Thật sự muốn biết không? Biết, thật sự muốn biết. Nếu như ông đã hành tâm muốn biết thì tôi cũng sẽ trả lời đàng hoàng. Ông uống thử đi. Hả? Cái gì? Uống thử uống á? Thử biết. Uống thử hả? Đâu đâu, đưa đây, tôi uống thử coi. Ê, là tôi mới đưa ông luôn á. Tôi chọi lại cho ông rồi ông nội. Ôi trời ơi, hả nè. Trời ơi, ok rồi, hộp sữa này là hộp sữa vô mốt hả? Ok, tính ra sữa vô mốt ở trái đất mình cũng có mà, chứ đâu phải hành tinh vô mốt mới có đâu ta. Mà có gì đặc biệt hả? Ok, tôi uống thử coi. Nhầm. Wow. Đó, ghê chưa? Ông uống vô các hành siêu nhân rồi à. Ủa khoan, tự nhiên ông cho tôi uống cái sữa vô mốt của ông, xong giờ tôi biến thành một cái ông gì đang mặc cái bộ giáp màu vàng mà đeo cái mặt nạ, nhìn thấy ghê vậy? Ghê đâu ghê, này siêu nhân của ta kêu ghê ông nội. Trời, siêu nhân cái đầu ông á. Siêu nhân là tôi coi trong phim á, tôi thấy người ta ngầu lắm chứ đâu có nhìn như hằng thổ dân kiểu này đâu. Trời ơi, nhìn y hệt như một hằng thổ dân luôn á trời. Trời ơi, cái đẹp trời, nào sao không? Tại bình thường ông xấu sẵn rồi, ông biết siêu nhân nó xấu hơn á. Trời ơi nè, tôi là tôi đẹp trai nhất làng heo tim nha. Ông nói vậy là không được nha. Ôi nhưng mà, thôi bộ giáp này xấu à, tôi không muốn biến thành siêu nhân ở đâu. Thôi tôi trả lại cho ông nè, tôi không muốn biến thành siêu nhân đâu. Thôi, đó là do ông đang uống là sữa cấp độ 1 thôi. Giống ba chiếc cấp độ 1 biến hình thì tôi sợ ông bị sốc sữa. Nên là tôi đưa ông cấp độ 1 uống trước. Tào lao, vậy giờ ông đưa tôi cái hộp sữa cấp độ mạnh hơn coi, tôi uống thử coi. À, tôi đưa ông sữa cấp độ 100 nào, uống xong đừng có sặc á nha. Sữa này nồng độ hơi bị cao á, uống ơi. Gì mà sữa mà nghe như rượu gì, nồng độ hơi bị cao nội, tào lao. Ok. Nồng độ biến hình này. À cái gì biến hình hả? Ok rồi, tôi uống thử nha. Rồi bây giờ ông đứng im nè, coi tôi uống nè. 3 2 1 vô. Bum chiu. Một cảm giác thật vô mệt. Ui trời. Không. Ui trời ơi. Ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi, ông hơi bị đẹp luôn á. Đẹp không? Trời ơi, sao tự nhiên tôi biến ra được một cái bộ giáp mà nhìn nó ngầu y hệt như là Iron Man luôn vậy vô mốt. Wow. Dữ dằn vô. Trời ơi, đẹp quá, bộ đồ này nhìn tôi siêu ngầu luôn á vô mốt ơi. Ê mà khoan từ. Vậy thì nó chỉ được cái bộ đồ hả? Nó không được gì khác nữa hả? Được cái bộ đồ ông nội. Bây giờ ông đang có sở hữu siêu năng lực của Yomot, hành tinh của những siêu nhân. Ồ, sở hữu siêu năng lực của Yomot hả? Ủa nhưng mà siêu năng lực của tôi là gì? Ai biết không, ra ông test đi. Bây giờ tất cả các siêu năng lực đó là người ta sẽ có là đất nước gió lửa nè đó. Tôi nghi ngờ là ông đang là sử dụng đất nước của nước. Bây giờ ông ra ông phun thử coi. À ok. Ồ, vậy hả? Để tôi thử coi tôi là siêu năng lực gì nha. Ok, mình sẽ ra ngoài đây mình test nè bạn ơi. Chứ test trong siêu thị lỡ đâu gọi là người ta phá hủy luôn cái siêu thị của người ta là sao? Ok, không ủa vậy là bây giờ tôi thành siêu nhân rồi hả? Đúng rồi, giờ hít phun phun ra cái là được. Cái gì mà nó ra nước là sức mạnh nước, còn nó ra lửa là miệng không cháy. Gì ghê vậy? Ok, được rồi, để tôi thử nha. Ui, sức mạnh vô mốt. Ui, cái gì? Ui, vô mốt đây. Tôi không phải là sức mạnh của nước vô mốt đây mà tôi là sức mạnh của lửa.
nhìn giống con giun quá à. Nhưng mà không sao, nhìn nó cũng cầu. Trời trời trời, để tôi quăng thử coi. Bùm. Ui. Wow, xịn nha, xịn nha. Đâu, đi tôi thử coi còn cái sức mạnh nào khác không. Ui, tôi có rất nhiều sức mạnh luôn nè. Vô mod ơi, nhìn tôi nè. Ui. Wow, biến ra quả cầu lửa luôn. Trời. Vô mod, ông đứng im, tôi chửi người ông thử coi được không. Này làm sao ông chửi tôi được? Tôi làm minh hồng gia sách. Trời ơi. Trời ơi, cái quả cầu lửa này hơi bị mạnh luôn nha. Trưởng phán bùm. Trời ơi, nó cháy luôn kìa, nhìn ghê thiệt. Còn gì nữa không ta, tôi xem còn sức mạnh gì nữa không. Ông thử chửi con bướm bên kia kìa. Dưỡng thử coi. À cái con bên kia à. Ok coi, tôi chưởng cho nó cho ông coi nè. Vô mod. Ôi xa. Trời ơi, rồi xong nó chạy mất tiêu rồi. Cháy luôn. Chạy mất tiêu rồi. Từ từ để tôi xem coi tôi còn sức mạnh gì khác không nha. Rồi để tôi xem coi. À, hình như là nó có cái gì đây. Để coi. Ui. Vô mod, ông coi tôi phun lửa nè vô mod. Wow. Ui. Xịn nha, tôi phun được lửa nữa nè vô mod ơi. Tôi thật là xịn. Trời ơi. Wow, tính ra là cái bộ giáp siêu nhân này xịn quá. Vô mod ơi. Bây giờ là tôi trở thành siêu nhân rồi. Vậy là bây giờ tôi phải đi gọi là gì ta, giúp đỡ con người bình thường đúng không? Đúng rồi. Ủa mà khoan, con người bình thường là gì? Hả? Là gì là con người bình thường là con người sống ở trái đất á. Còn tôi giờ tôi thành siêu nhân rồi, tôi đâu còn là con người bình thường ở đâu đúng không? Hồi trước tôi ở bên hành tinh vô mới, ai cũng là siêu nhân hết trơn á, nên là không cần giúp đỡ. Ồ vậy tôi hả? Tôi cũng muốn thử cảm giác là đi giúp đỡ người khác lắm. Ồ vậy hả? Ok, được. Ê mà khoan từ, vô mod tôi nói ông nghe nè. Làm siêu nhân á thì ngầu thiệt á, nhưng mà chẳng lẽ lúc nào tôi cũng sử dụng siêu năng lực. Ít ra thì ông cũng phải cho tôi gọi là một cái vũ khí gì đó, tôi có vũ khí tôi dùng chứ, đúng không? Đây. Hả? Cái gì đây? À, cái kiếm không nè, vũ khí không á. Trời, cái gì mà cái cây kiếm mà có hình hộp sữa vô mod nhìn lạ quá vậy. Ôi, tính ra hồi nãy ông mà không đưa tôi tính là tôi dùng cái cây cấp này tôi chiến đấu với quái vật luôn á. Nhưng mà giờ có cây kiếm này nhìn xịn này nè. Ồ trời. Nhưng mà sao nhìn nguyên cái người của tôi nhìn như cái hộp sữa di động quá vô mà. Trời ơi, ông đừng có khinh thường nha, cái cây kiếm nó hơi bị mạnh luôn á. Ủa dạ sao tiên, cái kiếm này nó làm tôi đóng băng vậy? Đóng băng à, cây kiếm tôi làm đóng băng á, sức mạnh tôi à. Đó, ai à. Hả gì, ông có đó. Sức mạnh đóng băng hả, ghê vậy? Đúng rồi, thấy ghê không? Tôi cho ông sức mạnh, tôi có sức mạnh chứ. Ồ, vậy là giờ là tôi là sức mạnh lửa, còn vô mod là sức mạnh đóng băng hả? Trời ơi, sức mạnh của băng hả? Xịn vậy? Đúng rồi. Ok. Ôi thôi, bây giờ là tôi nói ông nghe là bây giờ bọn mình cặp đôi siêu nhân rồi nè. Bây giờ tôi với ông cùng nhau đi giải cứu, gọi là giúp đỡ mọi người trong làng Hero Team, hay chịu không? Đi thôi, tôi cũng đang muốn là thử cảm giác đi giải cứu người khác lắm. Chứ đó giờ ở làng toàn siêu nhân không mà, đâu cần. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy gọi là vô mod mà gọi là có sức mạnh luôn á nha. Ghê thiệt luôn á. Trước giờ tôi uống sữa mà tôi đâu biết là sữa vô mod có thể đem lại sức mạnh năng lượng cho mình đâu. Ghê thiệt. Ok, bây giờ mình đi gọi là giúp người đi vô mod đi. À, bé Mưa, trời ơi, xuống đây đi nè, em đừng có lên đầu của trận té bây giờ. Nè, Mưa. Ây, giờ sao bây giờ? Trời đất ơi, Mưa trên đấy làm sao mình có thể đem bé xuống được chứ? Mưa ơi, nè. Ây, giờ sao ta? Ủa, có chuyện gì bên kia mà nghe Simmy la lối âm sầm vậy ta? Đâu, để qua bé xem mưa. Coi. Trời đất ơi, sao vậy em? Ủa, Sim, có chuyện gì vậy? Vâng, trời ơi, ông nhìn cái bé Mưa của tôi kiểu nằm trên cây luôn kìa, em không chịu xuống luôn. Ủa cái gì mà, bé Mưa nó leo trên cây? Ủa cái con bé Mưa này là con chó mà chứ không phải con mèo đâu mà leo trên cây được hay vậy? Con chó biết bay không ơi. Trời tào lao, cái đó là con chó nó bị kẹt trên cây chứ sao nó bay được ông nội, chó chứ phải chim đâu. Ủa mà khoan. Thôi nó lên trên cây thôi, xin kêu nó xuống đi, nguy hiểm á. Trời ơi, tôi kêu nãy chưa rồi Mưa không chịu xuống, nó cứ nồi đó hồi à. Mưa ơi, xuống ngay đi em, có chân bổ giờ, có chân rớt giờ. Bây giờ sao ta, làm cách nào để có thể đem con bé Mưa xuống được ta? À đúng rồi, Simmy bây giờ đang là người đang gặp nạn nè. Bởi vì rằng thú cưng của Simmy đang bị vướng trên cây. Bây giờ mình phải tìm cách gọi là cứu bé Mưa xuống. Có nghĩa là mình đang làm điều tốt. Đúng rồi, siêu nhân phải vậy chứ. Ok, vô boss bây giờ là tìm cách cứu Mưa xuống vô boss đây. Để tôi, giờ tôi suy nghĩ coi. Hiện tại bây giờ cái cây này nè, cái cây này khá là cao, cho nên tôi không biết rằng chúng ta có leo lên trên được hay không. À đúng rồi, tôi nghĩ ra cách này hay nè vô boss. Để tôi sẽ sử dụng năng lực lửa của tôi. Xem tôi nè. Tôi sẽ rồi biến ra quả cầu lửa, tôi sẽ phun bể nổ cái cây luôn. À, em nói gì? Chứ sao? Dạ, tôi cho 10 âm năm nữa, ông dùng cái đó mà không cứu được con chó đó nữa. Vậy chứ giờ sao? Bây giờ muốn cứu được bé Mưa là ông phải bay lên. Đúng rồi. Nhưng mà giờ tôi đâu phải là siêu nhân, tôi là siêu nhân vô mod, chứ tôi phải là siêu nhân chim đại bàng đâu mà tôi bay được. Đó, tôi mới đưa cho mình hộp sữa đó, muốn hộp sữa vô đây, các cháu sẽ được nâng cấp sức mạnh lên level. Hả cái gì? Ủa, nâng cấp sức mạnh lên level là sao?
ông sẽ có sức mạnh vượt bậc hơn sức mạnh ông đang có. Ủa vậy hả? Ồ, đâu đi, tôi thử, tôi uống thử hộp sữa, thêm hộp sữa nó coi sẽ có chuyện gì xảy ra nha. Ok. Nhầm 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 nhầm. À, một cảm giác thật vô mô. Wow. Ôi trời. Wow, trời mấy bạn ơi, bạn nhìn sau lưng của mình nè, trời. Tự nhiên không, mình uống thêm hộp sữa vô mod cái ông mình mọc ra thêm cái cánh nè bạn ơi. Trời ơi. Ủa, siêu nhân giờ là uống hộp sữa giờ tôi mới thành siêu nhân mọc thêm cái cánh hả vô mod? Đúng rồi, đó bây giờ ông bay lên ông cứu con chó. Trời ơi, hay nha, ý tưởng hay á trời. Ôi vậy là mốt nếu mà tôi uống thêm hộp vô nữa, nhiều khi giờ tôi mọc ra được thêm gì nữa ta? Cái đuôi nè, mọc thêm móng tay nè. Đó, à, xong tôi mới thành người sói luôn. Trời mới thành quái vật luôn. Quái vật quái vật đi cứu người luôn. Okay. Thôi bây giờ đừng nói nữa, lên cửa bé mưa giúp tôi đi, không qua chừng nó nhảy xuống giờ. Ok, nhưng mà bây giờ muốn cứu được nó tôi cần phải có một cọng dây thần để tôi đem nó xuống. À, dây thần á, đây tôi có dây thần nè, đây okay. Dây thần của bé mưa đó. Rồi ok, cảm ơn, để tôi. Để yên tâm, có siêu nhân vô mod ở đây lo rồi. Ôi, bay lên. Chiu. Ở vậy thì bay xa vậy, đặt sau lưng ông nội ơi. Ê, đặt sau lưng. Ok, à đúng rồi, cái cánh này không có nghe lời gì hết trơn. Ok. Ui, bé mưa à, anh tới đây. Ok. Ha, mưa à, sao em hư quá vậy hả? Ở dưới đất không chơi leo lên cây ngồi làm gì hả? Tại sao hư quá vậy? Ừ. Ok, bây giờ mình sẽ đem nó xuống nha xem. Nè, phải rồi, bắt ok. Ok, cẩn thận nha. Ôi, mưa lại đây nào. Ok, kéo mưa lại. Ôi trời, xong đứt chứ. Đứt cọng dây luôn mà con mưa nó không chịu xuống. Mưa mập với vậy. Ê, mưa. Em ăn nhiều quá sao mà đứt cọng dây luôn mà em không lết được tí nào vậy mưa. Ok, từ lại nha. Ok, lên đây. Ok. Rồi, được rồi, được rồi. Cẩn thận nha. Ok. Đây, còn nước nè. Đó, nước bên dưới không? Ok, để tôi sẽ thả mấy mưa xuống hồ nước. Một. Nguy hiểm quá ta, tôi thấy nguy hiểm quá ta, tôi không thấy ra đung á. Ơi, bình tĩnh. 1, 2, 3. Ui. Tổng. Rồi. Trời đất ơi, nghịch dễ sợ. Ủa sao mày mưa quá. Chìm. Sao mưa nó chìm? Ủa sao mưa nó chìm xuống như vậy? Lên đây. Đây. Ui. Trời đất ơi, quậy dữ vậy em. Ui. Ui. Ông cứu sao con chó, anh chó siêu nhân người kìa, chạy nhanh vậy. Ôi, tự nhiên con bé mưa nó đang cái gì vô xong nó bị khùng luôn rồi, không được rồi, cột nó lại. Ủa nó bị khùng rồi. Nó bị khùng luôn rồi. Trời ơi, nó leo cây rồi, nó bị chấn thương sọ não rồi. Nó đâu rồi, cái gì vậy? Mưa nó bị gì vậy? Trời ơi, ủa rồi. Trời ơi, con bé mưa này nó kinh khủng quá bạn ơi, nó dịch chuyển rồi trời. Mưa ơi, mình tỉnh con. Mình tỉnh. Đây, cho nó ngồi xuống đi, xem kêu nó ngồi xuống. Nó ngồi xuống con ơi, ngồi xuống trời. Ôi rồi, nó ngồi xuống rồi, trời ơi. Ghê thiệt, trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã cứu được bé mưa rồi nha. Thôi bọn mình đi đây, tạm biệt Sim. Cảm ơn hai người nhiều nha. Trời đất ơi, mưa thiệt tình nghịch ghê á. Ok rồi, thôi đi hay nào vô mod đây. Trời ơi bạn ơi, con bé mưa này nó ghê thiệt luôn á, nó di chuyển gì đâu mà dèo luôn, chắc là nãy ở trên cây nhiều quá cho nên là nó có siêu năng lực chạy nhanh luôn. Ok rồi, hey, thôi nói chung là hôm nay mình với Yomod cũng đã làm được gọi là một việc tốt rồi. Nếu như bạn muốn gọi là những tập sau mình với Yomod đi gọi là giúp người ở trong làng Hero Team nữa thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho bọn mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Messimi cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Mà sao đây có con heo bị biến thành cục đá vậy? Ai biết đâu, nhìn hay quá không? Nhìn lạ ha. Ok, thôi kệ đi. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye. See you in the mod. Bây giờ mình sẽ đi cứu người nữa đây.